Máy Full Cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2023. Nay mình đóng mấy đơn hàng này. Đơn hàng thứ nhất là cho bạn quảng cáo Vĩ Thủy ở Quyết Thắng, Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương. Của bạn là lấy 20 khóa. Ship thì bạn thanh toán nhé. Thứ hai là bạn Ngọc Thắng, quốc lộ 91C, gần cây xăng Đa Phước. Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang. Của bạn là 10 mép loại 50K cộng một đầu gắn mép 150K. Tiền hàng bạn đã thanh toán rồi. Tiền ship thì bạn sẽ thanh toán tiền ship nhé. Bạn thứ ba là bạn Phạm Văn Toản, thôn 1, xã Quảng Tân, Tuy Phước, đồng Đắk Nông. Của bạn lấy 10 mép 40K cộng một đầu gắn mép 150K và 3 khóa 240K. Cộng 35K tiền ship 825K. Mình sẽ đóng 3 đơn này cho các bạn. Tất cả những phụ kiện này thì mình đều thu tiền ship là 35K nhé. Nếu mà hơn thì mình có chỗ là chỉ tầm 30.000 thôi, nhưng cũng có chỗ nó rơi vào tầm độ 50.000. Thì mình cứ tính trung bình là 35.000. Thừa thiếu thì đưa vào đấy hết. Đây là bạn quảng cáo Vĩ Thủy này. Bạn lấy 20 khóa. Những cái khóa ở đầu gắn bếp ấy, các bạn cứ mở sẵn nó ra và nó chỉ có chức năng là đọ bếp thôi nhé. Nên các bạn đừng có thay cho nó lãng phí. Cái đấy bắn bình thường là bắn nó sẽ có phải hàng trăm cái bia thì mới phải thay một cái. Nên cái bếp thì nó có nhiều loại. Bếp thì mình bán loại các loại kích cỡ khác nhau. Các bạn cứ mua về mà các bạn thấy dùng loại nào hợp thì các bạn lần sau các bạn lấy theo loại đấy. Quảng cáo Vĩ Thủy này. Miền Bắc là trời, miền Bắc nó đang thời tiết lồm này, ẩm ướt. Từ nay đến 30 tháng 4 thì bạn nào mua cối phun thì mình sẽ hỗ trợ nhé. Hỗ trợ cối phun, riêng cối phun cát này này thì mình sẽ giảm cho các bạn ship miễn phí. Giá thì vẫn giá như cũ thôi, nhưng mà mình sẽ giảm cho các bạn, một là tặng quà, hai là các bạn là không tặng quà thì mình giảm cho các bạn 200 được. Của bạn này là 10 mép loại 40K này, 3 khóa này. Khóa này thì siêu bền rồi. Ba khóa này. 10 bếp full. Loại 40K. Bạn nào lấy bếp loại nào thì mình sẽ đóng hàng cho các bạn loại đấy. F40K này là bếp dễ bắn nhất. 2 4 6 8 10. Nhiều bạn làm rất nhiều, lấy 100 cái một. Các bạn lấy 100 cái một thì mình lại giảm cho các bạn 5.000 một cái, giao xỉ. Thực ra là bán những cái đồ này thì nó lãi nó không được bao nhiêu, nhưng mình chủ yếu là mình bán cho các bạn bán lẻ thì mình không muốn bán mấy, thì chủ bán để phục vụ các bạn mua cối thôi.
Đây của bạn một cái đầu gắn bếp này. Đầu gắn bếp này của mình nó gồm có 1, 2, 3, 4 phụ kiện. 150.000. 10 bếp full. Bạn nào mua, những bạn mới mua thì các bạn cứ alo nhé, xong rồi chuyển tiền, nhắn họ tên địa chỉ mình chuyển hàng. Nhiều bạn bỏ chụp xem từng cái bếp một thì nó khó lắm, bởi vì cái bếp hoặc cái đầu gắn bếp này là cái bếp nó khác nhau nhiều, cái kích thước nó khác nhau ở kích thước. Nên là mình những bạn nào mua cối của mình rồi thì biết hàng rồi, còn những bạn lạ thì chưa mua thì các bạn mà mua mà nhiều khi tư vấn chụp ảnh cho các bạn xem chán rồi gửi hàng đến là lắp vào cái cối của bạn nó không vừa thì nó rất là khó. Nên là những bạn mới, là những bạn mà không mua cối này bên mình thì mình sẽ phải trả tiền trước, mình chuyển tiền trước và mình gửi hàng, bởi vì là khách mới mà hàng này thì không đổi và trả lại. Bởi vì những khách mới này về nhiều khi các bạn cứ về các bạn thì không lắp được cái thì lại các bạn lại cái hàng của các bạn hay chế thì nó khó. Nên là mình không, cái kết cấu của máy nó khác nhau. Nếu bạn nào mua thì cứ nghiên cứu, ok thì mình chuyển hàng. Những bạn đấy thì thường các bạn sẽ mua rất ít, các bạn chỉ mua tầm độ một vài chục nghìn đến trăm nghìn thôi, nên là mình không tư vấn cho những bạn đấy, nó rất là mất thời gian. Để các bạn chế thì thường là bao giờ làm tự theo ý mình, máy nó phải là hàng theo máy này thì nó dễ hơn. Bạn này là 10 bếp 50k, đây bếp 50k này, bếp 50k này thì nó to hơn, bắn nó được nhiều hơn. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Hàng này là của Nga thì nó bền, chất nó đanh hơn. Hợp kim này bắn thì nó siêu bền nhé. Nhiều bạn cứ đi so sánh với lại cái sắt tiện này. Cái sắt mà nó tiện ra thì lỗ nó vẫn như thế này, nhưng mà bắn cát nó đi chỉ bắn được độ 3-4 cái tấm bia là mất một cái bếp đấy rồi. Mà cái bếp tiện bằng sắt đấy thì giờ người ta cũng giao 10-15.000 cái. Không tội gì các bạn phải bắn bằng cái hàng đấy. Cứ hàng này các bạn làm này, nó siêu bền luôn. Một đầu gắn bếp nữa. Mười bếp full với một đầu gắn bếp. Đây những bạn này là mua cối ở đơn vị khác, nhưng mà về cái cối họ cho cái đầu carbon vào thì nó bắn nó chỉ cần rộng ra cái thì là không dùng được nữa, thì các bạn lại chuyển sang mua cái đầu bên mình. Vâng. Mà nào thanh toán tiền hàng rồi thì tiền ship các bạn tự thanh toán nhé. Không thì mình cứ lấy 35.000 tiền ship. Còn nếu bạn nào mà thanh toán tiền hàng rồi thì vài ship hết bao nhiêu thì các bạn trả. Có thể nó sẽ đắt rẻ hơn một vài chục nghìn thôi. Đắt thì nó chỉ đến 50.000. Còn rẻ thì nó tầm độ 30.000.
Mình cứ tính trung bình là 35.000 để cho nó dễ. Hôm nay một bạn vừa vừa điện để cho cái máy cắt chữ một bộ ở Linh Bình. Các bạn xuống học nghề thì các bạn cứ xuống đây mình dạy miễn phí nhé. Tùy thời gian các bạn sắp xếp thôi. Trước đây thì mình dạy nó tầm rơi vào tầm nửa tháng, sau đến một tuần, bây giờ trung bình tầm là 2-3 ngày. 2-3 ngày là mình hướng dẫn xong. Sau đó là các bạn về là các bạn làm khó khăn gì thì cứ bật UltraView, mình sẽ làm ở đây cho ở nhà các bạn cứ nhìn chuột nó làm thôi. Cứ nhìn chuột nó chạy sau các bạn tập làm là có quen. Thế mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bia bia đá. Sáng nay bạn hỏi bảo có làm ảnh men sứ không thì bạn muốn mình sẽ giới thiệu cho các bạn chỉ cần gửi ảnh cho mình thôi. Mình làm ảnh men sứ mình gửi cho các bạn. Ảnh nhỏ thì lấy 50.000, ảnh to lấy 80.000. À, 9 12 hoặc là 12 15. Sau rồi về các bạn chỉ cần khoét đá các bạn dán ảnh vào là xong. Thế còn in ảnh thì các bạn không in. Thì các bạn sợ là in ảnh sau này mua cái bộ máy in ảnh sau này nó về nó hay hỏng đầu full thì các bạn lại phải thay thế với làm nó làm ít thì nó không có hiệu quả. Về lại phải lung với các xử lý Photoshop thì các bạn cứ gửi ảnh chụp ảnh led vào xong gửi Zalo. Mình sẽ làm Photoshop cho các bạn và in lung xong gửi bưu điện lên tận nơi. Cứ sau 3 ngày đến 5 ngày thì các bạn cứ nhận khách như thế là các bạn có hàng. Về các bạn chỉ cần khoét đá thì xuống ở đây mình sẽ hướng dẫn cách cắt khoét đá như nào. Về phần hướng dẫn cách làm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hết miễn phí. Về các bạn chỉ việc làm thôi. Bạn nào mua cả bộ hoặc là kể cả mua cối xuống dưới xuống được tận nơi thì là rất tốt, mình dạy miễn phí toàn quốc hết, ai cũng cũng được học. Thôi xin chào tạm biệt các bạn nhé.